mấy anh em của mình xem mấy thằng này xem thằng nào sẽ vào top 1. Tôi nghĩ thằng đội hình máy móc này có thể nó sẽ vào được top 1 trận này. Nếu mà không có đội hình sát thủ thì tôi nghĩ là nó sẽ vào được. Còn nếu mà nó gặp cái đội hình sát thủ thì cũng hơi khó để vào đấy. Đéo đơn giản đâu. Cái gì đây? Nhìn quen vậy đấy ra. Thế mới vậy lộn thì mẹ đúng là cuộc đời này. Cuộc đời thật lắm trông gai, tầng ai ở giữa tầng không ngộp nào. Thế mới phải lộn. Chịu ơi, chịu thua. Em xin giơ tay rút lui thôi, do ai chạy ai bây giờ đây. Ai ai cũng đánh lô. Rồi là cùng ra đi, để xem nào vào top đây. Thằng nào cuối cùng là thằng sẽ vào top trận này. Nãy giờ nó vẫn thắng đây, nó vẫn giữ chuỗi đây. Nó lên được bằng này đồ thì mấy con kia tầm này đéo có tuổi rồi các bạn. Ấn vệ sĩ. Nó lên 8 nữa là nó sẽ cho một con vệ sĩ vào nữa, là nó 4 vệ sĩ. Đội hình xạ thủ nó bắn tốt mà. Thằng này khả năng nhất rồi. Xạ thủ máy móc rồi thuật sư kìa. Nhưng mà căn bản là nó lấy được cái ấn xạ thủ chứ không thì nó. Nhưng mà khả năng đéo ăn được nhà này đâu. Đợt này bọn này nó rất hay spam mẹ về đội hình này nhá. Vẽ lìn thật đấy. Một viên này, hai viên, ba viên, đéo ăn được thằng này. Đạt mò 5 đột biến hai khổng lồ, trong đấy nó đã có sẵn hai con đột biến rồi, trong đó nó có con sẵn con chó gát này, mà nó lên 8 rồi sao mà đạt mò lên 8 rồi, 5 đột biến hai khổng lồ. Nó nuôi con chó gát, nó nuôi con chó gát béo như kia mẹ đánh đéo, nó lại còn cho con Sion ấn đấu sĩ nữa chứ, vậy lìn thật chịu. Bọn này giờ này rất hay chơi đội hình đột biến, đột biến khổng lồ. Một là đột biến sẽ là con cóc mau là con sát thương chủ lực. Hai con này đéo hiểu kiểu gì. Mẹ con này là đột biến này. Mà con ma hát ra cũng khỏe mà. Con Fiora đánh nhiệt vậy đấy không? Được. Công nhận Fiora đánh nhiệt vậy đấy không? Hiếu của quá khứ. 4 thách đấu, 3 thuật sư, 2 thần tượng. Hai thật sự không có hai vệ sĩ à? Đi mẹ vãi cả đái. Talik 3 vãi lìn. Talik 3 tầm này thì nó hồi máu thì đã gọi là vãi 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 đái luôn. Nó lấy được mấy con tướng 4 tiền 2 sao nhanh thì nó đếp được mà. Đi con mẹ này nó 6 tái chế 4 cảnh binh, chịu hai chị em. Thằng này nó mà lấy con Zenith lên 2 đấy thì chắc nó bét con mẹ luôn. Hai chị em Fiora ra 2 đây rồi mà. Hiền Sadan, ui ôi Akali 2 đẹp sự. Thôi thua rồi còn đéo gì nữa, 6 băng đảng này mẹ à. Hai thằng lìn chơi chung này, Hickey Boy, Hickey My Love này. Rồi một thằng giết một thằng chơi chung top 6. Lucky My Lady. Thì con mẹ à mày, con Akali nó nhiệt thế kia mà. Vãi cả lì Nakali 2 ạ. Tao chịu.
con mẹ nó đánh lấy Agili 2 thì bố bố tổ đánh được nó ấy. Chịu rồi, mẹ nó còn sạc cô nữa chứ. Địt con mẹ nó sợ vãi đái rồi. Thằng này xem được trận này nó đếp như nào à? Chủ yếu là cái dàn tanh mình biết ngay nó sẽ đánh như này, mà chủ yếu cái dàn tanh phải khỏe thì mới tanh được cho dàn sau nó bắn được, không thì dàn sau nó cũng đéo bắn được thì nó khóc thôi mà. Rồi bắn được này, bắn được. Zihin bắn chậm quá, Zihin nó cần về phải bắn nhanh lên một chút. Zin bắn kém quá, đéo thì ăn thua lắm. Mẹ em Zin bắn quá chậm luôn. Thôi đi rồi. Thôi đánh cái gì vậy? Sáu tay chế. Sợ vãi luôn, là mấy thầy nó zone ạ. Chúng mày zone như này vãi luôn rồi, chịu chúng mày luôn nhé. Nãy có một thằng đánh đột biến cơ mà. Ui mẹ chỗ gắt ba Sihon ba đẹp. Địt con mẹ chúng mày toàn hack game à, hack game không. Vãi lồn. Game này chúng nó zone địt mẹ toàn 4 tiền với 5 tiền 2 sao ạ. 4 tiền 2 sao đã đành nhỉ, còn 5 tiền 2 sao nữa chứ. Ôi ôi. Còn Jinx thích nó mà lên 2 thì ngon. Còn Jinx nó chưa lên 2 kịp các bạn. Nó lên 2 kịp thì mẹ con chó gát nó trâu quá. Nhưng con mẹ ảm Sion 3 tiền nữa thì chịu. Vãi lồng toàn dân chơi à, Sion 3 tiền 2 sao à, đâu 4 tiền 3 sao. Mẹ cho gác 3 tiền 3 sao. Vãi cả đái chịu. Đéo ai đánh được thằng này nữa. Ô tổ rồi nó chịu. Còn một nhà băng đảng nó rồi. Thằng băng đảng cút rồi. Nhà nhà đằng 6 băng đảng rồi, cút rồi. Nhà 6 băng đảng cút mẹ rồi đâu các bạn. 6 băng đảng là cút rồi, vẫn còn thằng 5 đột biến. Vãi cái đấy nó trâu ạ. Cái đéo gì lắm đồ đấy. Lắm đồ vãi lìn ra. Vậy à, nó 4 tiền 2 sao, nguyên cái con Sion 2 sao kia nhìn là thấy ngán mẹ luôn. Mẹ này Hickey My Baby nó biết thằng này có thắng không. Đi con mẹ nó bổ phát thì rụng mẹ người luôn.